Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Âu Hà My, Mong Trọng Hưng sống tử tế, đáng mặt đàn ông. Một tháng giữ im lặng sau khi scandal ngoại tình nổ ra và hoàn tất thủ tục ly hôn với Âu Hà My, Trọng Hưng mới chính thức có cú phản đòn về chuyện tình cảm khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ. Nam diễn viên sinh năm 1993 gay gắt tố ngược tất cả những thông tin mà nữ giảng viên đăng tải, thậm chí anh còn mong vợ cũ sống tử tế. Âu Hà My, Mong Trọng Hưng sống tử tế. Sau lời tố ngược của Trọng Hưng, Âu Hà My đã chính thức chốt hạ scandal khi thừa nhận thời gian qua cô không lên tiếng mà chọn im lặng là vì người đúng thì không cần thanh minh. Đến giờ nghĩ lại, Âu Hà My còn nhấn mạnh cô không lên tiếng là một quyết định đúng đắn. Em không trả lời được hết từng bình luận, nhưng em đã đọc được và một lần nữa cảm ơn những lời chúc của mọi người. Rất nhiều inbox tới giờ vẫn hỏi vì sao em không lên tiếng về những tin tức sai sự thật. Nhưng dần dần qua từng hành động của người cũ, em thấy điều em im lặng là đúng đắn và mọi người cũng hiểu vì sao em để chọn họ được diễn thoải mái rồi. Âu Hà My hứa với bố quá cố cô sẽ trở thành trụ cột gia đình để chăm sóc cho mẹ mình. Nữ giảng viên cũng cho hay thời gian qua hai mẹ con cô đã trải qua khoảng thời gian quá mệt mỏi và dồn nén. Chia sẻ, tôi cũng hy vọng anh ấy sẽ cư xử tử tế đúng như lời anh ấy viết và thật đáng mặt một người đàn ông và một con người con rể mẹ vợ từng rất yêu quý. Mong rằng là lần cuối cùng và mọi người cũng không nhắc về người đó nữa. Nếu Trọng Hưng mong mỏi Âu Hà My sống tử tế thì cô cũng mong chồng cũ nên sống như vậy. Mọi sự việc xảy ra những ngày qua đã làm mọi người càng hiểu rõ hơn câu chuyện. Ngay cả khi em chưa cần lên tiếng và chọn im lặng là câu trả lời duy nhất cho tới thời điểm này, vì người đúng thì không cần thanh minh, phải cảm ơn những nỗi đau đến dồn dập trong cùng một năm và mất mát quá lớn trước tuổi 28, đã đến lúc em phải trưởng thành, thôi mơ mộng và thay đổi thật nhiều, Âu Hà My bộc bạch. Trọng Hưng bị ném cà chua vào mặt sau scandal, tưởng chừng việc lên tiếng thanh minh và tố ngược vợ cũ của Âu Hà My sẽ giúp Trọng Hưng cứu vớt hình ảnh, nhưng không, làn sóng chỉ trích nam diễn viên đi qua mùa hạ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nam diễn viên thừa nhận scandal ngoại tình vừa qua khiến công việc của anh phần nào bị sa sút nặng, cụ thể rất nhiều hợp đồng làm ăn bị hủy trong lúc công ty đang kinh doanh ổn định. Thậm chí một số người quá khích đến mức đã ném cà chua vào mặt Trọng Hưng. Chồng cũ Âu Hà My bộc bạch như sau: bản thân tôi chỉ muốn lấy lại danh dự và đính chính lại tất cả những thông tin về tôi và gia đình mình. Khi xảy ra chuyện, chính tôi cũng rất suy sụp và mệt mỏi, thậm chí còn bị người khác ném cà chua vào mặt. Nếu My và gia đình My chủ động xin lỗi và đính chính lại thì đó là một điều rất tốt. Hơn tất cả, tôi mong cuộc sống mau chóng trở lại bình yên. Hy vọng Trọng Hưng sẽ ngưng phát ngôn, bởi anh càng nói thì càng bất lợi, bởi những gì cần nói nam diễn viên nên thể hiện lúc bị vợ bắt quả tang ở nhà nhân tình chứ không phải đến giờ mới mạnh miệng. Nhằm mang lại những bài viết hình ảnh bắt mắt nhất trong dịp Xuân Kỷ Hợi. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.